Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 8 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phiên thứ nhất tháng 5 năm 2024. Ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra theo quy định số 901 Ngày 15 tháng 1 năm 2024, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình, nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gia Bình, Nguyễn Đức Bàng, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy thị trấn Gia Bình, nhiệm kỳ 2015-2020, Nguyễn Chí Sớm, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Gia Bình, Nguyễn Ngọc Cường, huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện, nguyên trưởng phòng tài nguyên, môi trường huyện Gia Bình. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, khiển trách Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Kim Thoại, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gia Bình.